Em muốn xa anh khi yêu thương đang gìn giữ vẫn an lành. Cao lắm. Nhiều cam thế. Vậy con này mà đang đi làm vlog xe ôm thì xuống. Đó. Xa khỏi nhau như bóng mây, mình yêu nhau từ kiếp nào, đã dìu nhau qua kiếp này. Tình cạnh tim bùng cháy chẳng bao giờ tắt đâu. Đời này có làm nhau sẽ tìm nhau ở kiếp khác. Tìm ở đây đại dương hay thác treo leo, tìm giọt sương trên lá mềm, đàn hạc bay về bến thềm, tìm giữa thiên hà xa mãi em vẫn cứ tìm. Biết điều là sẽ mất hết, yêu là mang máu nuôi con tim, yêu là mang nỗi đau một đời khốn khó không bao giờ xa. Tam nhắn tin này. Thấy chưa? Chạy đi. Tam nhắn tin bảo là tối nay các anh không ăn gì. Có ăn cơm. Gọi gì vậy? Này, đưa anh này. Em mới sang được tí điện thoại để gọi. Alo. Mình yêu nhau. Thôi kết bạn với thẻ cho được anh. Em kết bạn rồi. À, để thẻ nó hỏi mày về cái. Anh thẻ hỏi em á? Kinh vậy, gắt vậy. Dạ. Thế cái chuyến qua thì anh có kinh tế anh ấy thì mà anh định chuyển qua từ đợt trước rồi, em thấy hình như anh mua mấy con 10P còn gì nữa, à 10 bit còn gì nữa. Bây giờ em mua được ô tô nhanh thế em rồi. Nhưng mà anh nó có đợt là anh ấy mua là em thấy anh có mua máy 10 bit rồi mà, với lại anh mua ô tô rồi mà, nhà có điều kiện có lực thì việc gì đâu mà không mua. Đấy, dùng ai giờ, anh thế đi làm toàn sự kiện lớn, ai dùng mấy cái con bé tí đấy thì người ta cười cho chứ. Dùng bây giờ nó giờ như có điều kiện nên thì tất nhiên là ai người ta chỉ thích dùng DSLR, máy ảnh nó quay với lại gắn thêm phụ kiện vào nhìn cho nó hầm hố nên cho hoành tráng hơn, nhưng mà không có thì chịu thôi anh. Quay được không thể là nói hiện tại chứ là dáng làm solo. Anh Tình ơi, chạy đi chụp về. Đi bơi. Anh làm xưa nay anh vẫn làm thế mà. Đâu có đợt nào anh bảo anh chứng người, anh cần tính người đâu, vẫn làm như vậy mà. Có mấy anh nó cũng không hẳn là solo, cũng có mấy thằng quê em lúc nào cần là anh vẫn gọi mà. Thì việc anh làm hết từ đầu đến cuối thì ăn nhiều thì việc làm nhiều thì mệt là đúng rồi anh, tránh sao được. Quay về xong rồi tự hậu kỳ, tự làm, rồi lúc đi quay mẹ tự sắp đồ, tự chuẩn bị hết thì tất nhiên mệt là đúng thôi. Có đệ thì sai cho nó làm cho thì tất nhiên nó phải đỡ mệt hơn, chứ giờ cứ ôm hết làm từ A đến Z thế chả mệt anh. Làm thế
Không phải là anh không có người. Anh có người trai mà không có. Đợt anh ca nhắn tin với anh vẫn có mà, vẫn có mấy anh cu quay với lại anh vẫn có mà. Anh gọi được mà, đó là do anh không muốn gọi đấy chứ. Anh muốn làm solo anh không muốn gọi đấy chứ, ai bảo anh là anh không có người. Cho anh gọi được mà. Mà còn đuổi về nhà đi. Ra ra đi. Vâng. Và có những cái mà mình cũng không biết bằng người ta đâu, mày tự hiểu. Ôi giời, sắp hết pin rồi.